Đây bạn cu bạn ấy lấy cho mình 3 cây chồn nguyên bản này. Đẹp xuất sắc luôn. Bây giờ thì mình biết đánh rồi, mình lấy được 2 cây 3 cây điện này mình quay về nhà luôn. Chết tiền đó. Cái lá thì được có giá. Cứ lấy những cây bình thường đẹp, giữ lá được là được mà. Giữ lá đẹp, lá được cho mà mình phải mang về luôn thôi. Đúng rồi. Nếu phải đi tiền đó. Ba cây cơ. Chặt luôn cả cây. Đấy. Ui ui. Anh em thấy phê chưa? Rồi. Ê, đừng đặt. Đặt đây. Đây, đặt xuống cho anh. Rồi. Đấy, ba cây. Cái này lấy đâu? Ở nhà hả? Nhà. Ở rừng sau nhà. Giờ nó lại bắt đầu mọc lại đấy nhỉ? Không, cái này trước nó lại là bía bía, nó không lái, nó à. sống thì nhanh, có cây mà nó có cây nó lái thì nó sống nhanh. À. Nó không đứng yên. Ok. Thế nhá, có gì ta gọi tao nhá. À, báo cáo với anh em là hôm nay thì cái hàng này mình toàn bộ mình xuất xỉ nhá. Còn đùi gà thì báo cáo với anh em là 220.000 một cân. Để lại chỗ đùi gà vì nó cũng có một số cây nó nhiều thân dài. Đấy, còn ba cái cây chồn nguyên bản này mình vừa mới mua của cái cậu cụ ấy thì chia sẻ với anh em luôn. Đấy. Cây thứ nhất đẹp nhất. Đẹp nhất cây này. Cây này giao lưu với anh em là 400. Đấy, cây này 400 này. Đấy. Cục gỗ vừa nhẹ nhàng. Đấy, nếu mà các bác em mua em sẽ cắt đi nó ngắn cho nó vừa cái thùng xốp. Cục số 2, cục này bán cho các bác với giá là 250. Cục này 250. Nếu các bác lấy hai cái cục này thì em bán cho các bác là 430.000. Đấy. Các bác nhé. 430.000 hai cục, em sẽ cắt lấy cưa em cắt ngắn đi một tí. Còn cái bó này 2 cân này, bó chồn này 2 cân này. Hàng rất đẹp nhé. Cậu này thì cậu ấy lấy đằng sau nhà thì cũng vừa như cậu ấy bảo đấy. Thì đang hoa đây này, đang có nụ, đang có quả này. Thì lô này báo cáo với anh em là 2 cân. 2 cân này lấy các bác là 180.000 cân. Hàng rất xanh luôn. Riêng cái này hàng rất xanh nhé. Toàn bộ cái này là em xuất xỉ đi rồi đấy. Còn đây là dưới nhà các bác này. Chỗ này thì em cũng xuất xỉ đi. Còn thừa cái gì thì gọi là lên nhá hình cho anh em thôi. Vì là đóng em làm theo đơn đặt hàng anh em ạ. Đấy. Thì cũng dưới này thì em lên với các bác những cái sản phẩm mật ong rừng. Đấy, đây là mật ong rừng này anh em này. Chai này là chai 1 lít rưỡi, em đóng 1 lít nhé các bác nhé. 1,35 kg. Vì là em sợ là ga nó rất là mạnh, nó sẽ xì lên trên này. Đấy, nên em sẽ đóng chai lít rưỡi. Nếu anh em xem hoa ban phút thì anh Tân anh cũng đóng theo kiểu như thế này. Thì một chai này bán cho các bác với giá là 340.000 đồng một chai. Mật tháng 3 rất thơm. Đấy, em vừa mới lọc xong đây anh em này. Đây này. Đây. Đây em vừa mới lọc xong. Còn cái thuốc dạ dày này, một cái sản phẩm chủ lực của bên em. Nhưng mà hôm nay thì chưa về hàng. Mãi tối muộn mới có đơn đặt hàng thì mới về. Thì em bán là 230.000 đồng một gói, đặc trị tất cả các triệu chứng như viêm loét hạn vị, đau thượng vị, trào ngược, nhiễm khuẩn HP, đau dạ dày, đau đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa. 230.000 một gói. Hôm trước về mấy chục gói nhưng em đã bán hết rồi. Em về cái thớt vuông này các bác nhé. Thớt vuông này rất đẹp luôn. Dành cho bác nào mà yêu bếp, mà thích thái và chặt nhẹ như các mọi người nhé. Thái thôi. Đấy, nhìn nó làm rất là đẹp.
25 nhân 30 dày 4. Đây là thớt nghiến Campuchia anh em nhé. Màu rất đẹp đấy. Cái này thì dùng chặt nhẹ thôi, bởi vì là cái nghiến Campuchia này cái độ cứng nó không bằng cái nghiến của thằng Lai Châu đấy, hay là nghiến Na Hang, nghiến Tuyên Quang đấy, thì nó không bằng được đấy. Nhưng mà bù lại thì cái độ đàn hồi của nó rất là tốt đấy, và thái rất là đẹp, nhìn nó rất là sang chảnh luôn. Khi anh em thái dùng xong, chúng ta đặt đứng như này đấy, là cái thớt nó tự nhiên nó dốc thẳng xuống, đúng không ạ? Một cái như này bán cho các bác giá là 265, em nhập cho đủ hàng thôi, hàng nó rất là đắt. Lá mát gan 65.000 đồng một cân, gồm có 3 vị lá đấy, lá và 2 vị thân gỗ. Đây là mật ong khoái nhà em. Mật ong khoái nhà em thì hồi đầu năm như các bác thấy nó rất là nhiều, nhưng bây giờ là cũng gần hết rồi, em còn khoảng mười mấy xô nữa thôi, 12-13 xô nữa. Thì bán cho các bác cái loại nguyên sáp là 180.000 đồng một cân. Riêng em bán hàng thì các bác cứ yên tâm, anh em không bao giờ phải chuyển khoản trước. Mọi người mở ra nếm đấy, chuẩn mật ong mới lấy mọi người nhé. Đấy, nên anh em cứ hết sức yên tâm. Quả La Hán 195.000 đồng một cân, trà sơn mật, hồng sâm. Đấy. Cái này thì bổ thận mát gan, lợi mật, tiêu hóa tốt. Cái này thì em bán cho các bác với giá là 60.000 đồng một cân. Hạt dồi nếp, hạt dồi nếp. Bình thường các bác mua thì 40-50.000 đồng một lạng. Hôm nay em bán cho các bác 20.000 đồng một lạng. Đây, không mốc, không đắng, không gì cả. Nó chỉ là hạt dồi nếp bình thường. Một gói như thế này, em lãi các bác đúng 2.000. Mọi người nhé, dồi này là dồi hàng cổ thụ trồng, nên là năm nay nó nhiều, nhiều. Kỳ từ đỏ 195.000 đồng một cân, hàng mộc này. Hàng mộc các bác nhé, hàng, chúng ta hiểu cái khái niệm hàng mộc. Hàng mộc là cái loại mà để nó quả, nó hái tự, thu hái tự nhiên đấy, sấy bằng cái phương pháp cổ truyền. Còn hàng sấy thăng hoa đấy, sấy nhiệt, sấy thăng hoa thì đây màu nó đỏ hơn, đúng không? Thì báo cáo bán cho các bác với giá là cũng đều 195.000 đồng một cân. Chè em có chè ô long Lai Châu 250 đồng, 250.000 đồng gói nửa cân các bác nhé. Xem còn cái gì nữa không nhỉ? Đây này, còn mấy cái thớt tròn. Thớt tròn này em bán cho các bác với giá là 4, à đâu, thớt này là thớt 4 size 45, giá là 680.000 đồng một chiếc, nghiến xìn hồ các bác nhé, cực cứng luôn. Size 35 là 350.000 đồng một cái, size 25 là 120.000. em bán rất là rẻ thôi, rất phù hợp với giá tiền của các bác. Thì đây là toàn bộ những cái mặt hàng em lên hôm nay. Chỉ có lan thì chỉ giao lưu các bác khoảng độ tầm 3 cây, 3 cây trồn với 2 cái cân trồn rời đấy. Còn đâu là hàng này là em xuất xỉ. Còn với lại khoảng bác nào mua đùi gà, đùi gà hàng cân thì nhắn cho em bán là 220.000 đồng. Còn đây là ở trên nhà đấy, quay cho các bác một lần nữa. Gà thì những cái thân già thì em sẽ lựa chọn là xô cho mọi người nhé. Đấy thì báo cáo với anh em như vậy, thì chỉ bán 3 cây trồn này với chỗ 2 cân trồn này thôi anh em nhé. Thì đây là hàng là em mua riêng của cái cậu cụ vừa mang đến. Xin chào mọi người.